Xin kính chào toàn thể anh em khách quý, anh em khách thủ và tất cả những anh em đồng nghiệp. Lời nói đầu tiên, cho phép em được xin chân thành cảm ơn những anh em trong thời gian qua đã luôn đồng hành cùng kênh của em nha anh em. Và xin chân thành cảm ơn những anh em khách thủ đã tin tưởng và đã sử dụng máy bên em ha. Và cũng không phụ lòng chờ đợi của anh em. Và hôm nay em cũng vừa hoàn thành xong con máy của anh Nhí ha, khách hàng ở thành phố Hồ Chí Minh nha anh em. Là con máy 16D ha, chuyên đánh tổng hợp lóc trê lươn, và có anh yêu cầu của anh là có ăn cá rô phi luôn ha. Và đây là con máy của anh đây nha anh nhé. Và trước khi vào phần hướng dẫn sử dụng và cái phần mà test máy ha cho anh nhé, bên em cũng đang có phiên trình khuyến mãi nhằm tri ân khách hàng ha, đầu xuân năm mới, và gửi đến anh cái phần quà nha anh. Là chương trình bên em đang áp dụng đến hết tháng Giêng năm nay ha, có phần quà nhỏ gửi đến anh em kích thủ ha, nhằm mục đích tri ân khách hàng. Rồi đây nha anh em, là con máy của anh Nhí đây, là cũng như những con máy trước ha, những con máy khác em có làm hai cái mức cho anh, là một yếu, hai là mạnh. Còn đây là cái chua đầu ra ha, là dao vợt á, là cũng như là những con máy trước em có khuyến mãi cho anh đây, là cái phích cắm và dao vợt ha. Còn đây là nội thất bên trong con máy đó nha anh em, 16 con D, mỗi bên là 8 con ha. Dàn công suất em có làm phủ chống ẩm cho anh em, để anh em là trời mưa nhìn nhỏ ha, anh em đi vô tư là không bị ảnh hưởng đến dàn công suất của mình ha. Còn đây là dây kẹp bình và dây cò bóp ha. Đây, cò bóp dài mét 7 mét 8 cho anh đi nha. Còn cái kẹp đỏ là cộng, kẹp đen là trừ. Rồi cũng không làm mất thời gian của anh em ha. Em xin test con máy cho anh đây ha. Rồi quạt gió đã quay nha anh em. Máy bên em có hội tụ đầy đủ tất cả các chức năng luôn ha, chống kẹp ngược, chống dập vợt, chống giật cò bóp cho anh em, là bao anh em đánh mắt máy như bình hiệu quả cao luôn ha. Những anh em có thủ đã sử dụng máy bên mình cũng đã phản hồi cũng rất nhiều nha anh em, là máy hiệu quả ha. Nhờ anh em nào có quan tâm ưu ái thì liên hệ cho mình, và muốn tham khảo thì trên trang của mình có, và trên Zalo ha. Anh em nào có quan tâm thì kết bạn mình, anh em muốn tham khảo thì vào đó kết bạn mà xem nhật ký á. Em có đăng chia sẻ là những nhật ký của anh em á, những hình ảnh, những video ha, là anh em gửi cho em nó chia sẻ lên Zalo trang của em, là anh em để những anh em khác có quan tâm thì tham khảo ha. Rồi bây giờ theo yêu cầu của anh nha, làm tiếng kêu là kêu lớn nha anh đây ha, đó là lớn hơn những con máy trước em làm ha. Tại anh Nhí anh thích kêu tiếng máy kêu lớn thì anh làm theo kêu lớn cho anh. Đó bước 2 nha anh em, này bước 1 nè. Nó yếu hơn xíu. Rồi. Tiếp theo em xin thử lửa cho anh ha. Thử lửa là thử cái phần chống chập vợt nha anh em. Chứ máy bên em là không có bán máy đánh đánh lửa ha. Quan trọng máy bên em bán là quan trọng là chất lượng hiệu quả, chứ không có bán mà kiểu bán máy trình diễn nha anh em. Lửa yếu lửa mạnh thì không có quan trọng đối với bên em ha. Quan trọng là cái phần hiệu quả thôi. Còn cái phần chi trao chuốt từng linh kiện nè, bên em là làm trao chuốt từng linh kiện nhỏ luôn á. Anh em nào có sử dụng máy bên em cũng đã thấy ha, làm đâu ra đó nha anh em, rất là trao chuốt ha, từng chi tiết nhỏ để đảm bảo đâu bền cho anh em ha. Rồi xin thử cái phần chống chập vợt cho anh đây.
nữa. Chập vợt là không ảnh hưởng nó dàn công sức luôn nha anh. Rồi tất cả các chức năng đều hoạt động bình thường ha. Giờ em sẵn sàng đóng gói gửi đến anh Nhí nha. Rồi anh em nào có quán mình á, nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha anh em. Để mình có động lực phát triển kênh ha, mà có động lực làm ra những con máy đạt chất lượng hiệu quả cho anh em kích thủ tiếp theo ha. Trong video á có gì sai sót thì em cũng kính mong anh em vui lòng bỏ qua cho em nha. Rồi trước khi kết thúc video, em cũng xin gửi lời chúc đến toàn thể anh em khách quý, anh em khách hàng và tất cả những anh em kết thủ ha, đầu xuân năm mới là sức khỏe luôn dồi dào, làm ăn phát tài nha anh em. Rồi xin chào anh em nha, và xin hẹn gặp lại anh em sau những video và những con máy tiếp theo nha anh em.